Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu siêu phẩm dòng Touring có mặt đầu tiên tại bên nhà Kiên Xe Đạp. Đây là một mẫu Touring cao cấp nhất tại thời điểm bên em, dòng Meria Speeder 500. Đây là một mẫu model mới tại thời điểm hiện tại, mẫu 2019. Vâng, trên khung hình của bác đây là một mẫu Touring cao cấp nhất từ trước đến giờ mà bên em giới thiệu qua, với series Speeder 500 của dòng Meria model năm 2019 với tông màu đen lì, đen nhám đó nhá. Sử dụng dấu cấu hình rất là khủng. Và xe bên này là tại thị trường Việt Nam là chưa hề có. Và đây là dòng xe xuất Âu. Vâng, và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, trên màn hình các bác đây là các bác chỉ cần đánh chữ Meria Speeder 500 thì nó hiện lên trang website của những cái dòng xe Meria mang thương hiệu châu Âu. Thì em tham khảo thêm một website của dòng Meria chính hãng. Đây các em vào chiều cho bác xem đây. Đây là trang website của 99BKBY ở bên thị trường nước ngoài. Thì cái giá tham khảo của bên dòng Meria Speeder 500 năm model năm 2019 với cái tông màu gri, tức là tông màu xám, có giá liêm yết là 1.529 đô. Đây các bạn nhìn này, đây là tức là giá sale rồi đó nhé, còn giá hiện tại của nó là 1.000 gần 1.700 cơ. Đây là cấu hình và thông số của xe, thì các bác có thể vào trong web đây, bấm vào phần Speed Assistant. Đây có ra cái model của xe, thông số, kích thước và trọng lượng của xe. Tổng trọng lượng của xe thì trên đây nó ghi là hơn 9 cân 9 cân 3, rất là nhẹ quá nhá. Một xe dòng Touring mà có dòng cấu hình mà trọng lượng tổng thể ngang với một cái chiếc xe đua dòng Road, rất là cao cấp. Đây là một mẫu model Meria Speeder 500 năm 2019. Đây là tham khảo trên website có nhé, các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Và dòng xe này tại thời điểm Việt Nam, tại thời điểm này thì dòng Meria chưa có hề bán ở những cái dòng xe đạp ở Việt Nam. Vâng. Vâng, thì vừa đánh giá tổng thể qua trong những dòng website của dòng Meria Speeder 500. Thì đây là một cái tông màu mới về bên em, một dòng cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại từ trước đến nay, dòng Meria Speeder 500 cấu hình rất là khủng đó nhá. Về với cái tông màu đen xanh, màu đen nhám, đen nhám, đen lì đó nhá. Những cái dòng xe cao cấp được thường được sơn lớp sơn đen nhám và đen lì, những cái dòng sơn màu này rất là bền màu, rất là khó để mình xuất xe những cái dòng màu đen lì như vậy. Và xe thì làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng aluminium AL6066. Thì các bác biết thì những cái dòng xe cao cấp thời điểm hiện tại về dòng Touring, đốt đua thì đều làm những hợp kim nhôm aluminium hoặc là aluminium 6061. Thì đây là một dòng xe aluminium 6066 cao cấp nhất thời điểm hiện tại. Đấy, cho nên là bộ khung xe với tổng thể trọng lượng của xe thì em website thì là 9 cân 3 tổng trọng lượng, ngang một chiếc xe dòng xe đua rất là cao cấp. Và xe em về còn rất là mới luôn nhá, em đánh giá tổng thể xe là trên 95% dòng xe lướt trên bên thị trường bên kia còn rất là mới. Đây là một mẫu Touring cao cấp nhất tại điểm bên em, dòng Meria model Speeder 500 mà em mời các bác xem ở trên website chính hãng. Thì đây trên khung xe thì những cái thông số của xe đạp đây có nhìn rõ đấy. Và xe này được sử dụng với cái khung hình khí động học, đây nó có ghi là hydro ship đây, lót minh đây, cho bộ sử dụng chuyển động của xe chắc chắn và an toàn, nhẹ hơn đấy, rất là cao cấp. Model Speeder 500, thông số của xe là size 47, tức là size chiều size đứng của khung xe là size 47. Và cái chiều size này là chiều size khá là cơ bản dành cho bác, cao từ 1m6 đến 1m7. Rất là phù hợp đấy bác nhé. Đây em đi tổng thể cái lớp sơn của xe đây, rất là mới. Em đánh giá xe là trên 95%. Xe dòng đi lướt. Và cái mẫu model này là mẫu model mới nhất tại hiện tại, là mẫu 2019. Và xe bên thị trường nước ngoài có giá rất là cao quá nhá. Tính sơ sơ rồi em tính khoảng tầm trên 30 triệu. Đấy, có thể thấy
rõ cái khung hình xe, cái lớp sơn của nó rất là lì và mới, không hề có một cái xước nhỏ nào cả, xe còn gần như là nguyên. Xe sử dụng với cái cổ phốt của FSA. Thì như các bác biết thì cái dòng FSA là thương hiệu của Mỹ về đứng đầu bảng về dòng còn sản xuất linh phụ kiện cho dòng xe đạp cao cấp về nhôm siêu nhẹ. Cổ phốt ghi đông của chính hãng của Media. Mà đây trên xe vẫn còn cái tem nguyên của nó đây. Tem bên thị trường châu Âu vẫn còn đây, các bác nhìn phải nhìn rõ. Tem xe vẫn nguyên trên khung, trên cái cọc cái ghi đông xe. Em vẫn còn giữ nguyên. Còn rất là mới. Từng chi tiết nhỏ của xe làm rất là tỉ mỉ. Đây là một dòng xe touring cao cấp nhất của model 2019. Tay lắm cao su đúc của Media. Đây là dòng chữ 3D nổi của tay lắm cao su đây. Vẫn còn hiện lên trên tay lắm cao su, còn rất là mới không nhá. Tấm vào. Làm nên cái hiệu ứng nổi bật trên cái tông màu của xe. Đây là một vòng điểm xanh của dòng tay lắm của xe. Xe sử dụng với cấu hình 11 tầng lip của Shimano chính hãng. Phanh dầu Shimano chính hãng. Cấu hình rất là khủng đó nhá. 11 tầng lip. Gần như là chùm cuối của dòng xe touring rồi. Bên em bên phải em là 3 tầng 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano và cụm phanh dầu đằng sau cũng là cụm phanh phanh dầu, phanh đĩa dầu của Shimano chính hãng. Còn rất là mới. Thì đằng trước đây cũng biểu tượng logo hình ngọn núi mà em đã giới thiệu qua chính hãng của dòng Media. Đây quả là một siêu phẩm đến từ Media dòng touring mà được rất nhiều các bác quan tâm. Càng lên. Càng carbon luôn nhá. Đây cái miếng xốp của nó. Xốp xốp. Xe sử dụng với cặp Mayer nguyên cặp. Nguyên bản chính hãng theo xe. Cặp vành Alexim Composite. Làm từ hợi tổng hợp bền mà chắc chắn. Đây là một dòng xe vành cao cấp Composite. Đấy, có thể rõ vành nguyên cặp Alexim Composite, một loại chất liệu tổng hợp gần như những dòng xe cao cấp. Vành đĩa, vành đổ đấy các anh. Những cặp vành đổ này em đã giới thiệu từng qua các bác biết rồi. Nó giảm cho cái lực đẩy, giúp cho xe có dục vào chấm gió tốt hơn, độ bền chắc và nhẹ cho bộ chuyển động của xe. Cặp lốp Maxim Deto Macto nguyên bản chính hãng theo xe, lốp còn rất là mới, kích thước lốp vào 728c nguyên bản theo xe. Xe rất là ít đi chứ con nhá. Cái cụm phanh đĩa của nó, phanh dầu đây cũng là nguyên cái tem xe của nó đây. Rất là ít sử dụng, xe còn gần như là mới nguyên. Và ở dưới gầm xe đây thì có cái mã vạch của chính hãng của xe. Đó là thế rõ. Đây, hôm qua bác xem. Đây là mã vạch sơ đi chính hãng của xe dòng Media thời điểm hiện tại. Cũng còn nguyên, nguyên bản cho xe. Cọc in carbon của chính hãng Media. Học yên carbon đó nhá. Chính hãng Media nguyên bản theo xe. Đây. Học yên vẫn còn rất là dài, có cao, có cho cao thấp tùy chỉnh. Rất là cao cấp dòng Media, dòng touring. Bên trên thì sử dụng cặp nguyên bản thì nó về được một chiếc yên phụ. Lớp mút lót bên trên ngồi rất là êm, nên tháo lớp mút lót ra thì có một chiếc yên của dòng Media Seller Italia nguyên bản theo xe, cũng là tông màu xanh đen chính hãng bản theo xe. Xe được sử dụng với gạt đĩa rất là cao cấp của Untega, gần như trùng cuối rồi, còn trên cả 1.5 đó nhá, trên cả Shimano 1.5, đùi đĩa trục rỗng FSA. Vâng, chưa bác biết thì FSA là thương hiệu nổi tiếng và làm linh phụ kiện của thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng. Trọng lượng siêu nhẹ, đùi đĩa nhôm,
Xe được trang bị với cặp bê đan cá rất là cao cấp, bê đan cài dày cũng còn nguyên bản theo xe, còn gần như là còn mới nguyên. Xe được trang bị với củ đề Shimano Ultegra rất là cao cấp, nguyên một group và Ultegra rất là khủng các bác nhá. Trang bị với 11 tầng lip này, lip của lóa các nhìn thấy rõ, lip và xích còn rất là mới, những bánh răng của lip xích còn rất là mới đây, và cái gạt đĩa gạt lip bên trong cũng còn trong suốt, tức là rất xe rất ít sử dụng, còn chưa có phải màu ố vàng gì cả. Đằng sau cũng sử dụng với cặp vành composite, vành cao cấp của những dòng xe đua, xe touring cao cấp, một chất liệu tổng hợp siêu nhẹ dành cho những dòng xe cao cấp. Lốp Maxin 700x28C cũng là kích thước lốp của dòng xe chính hãng nguyên bản theo xe, bỏ đen tono đấy, có thể thấy rõ nguyên bản nhé, tất cả xe là còn nguyên bản hết, rất là ít sử dụng. Đây có thể nhìn xích lip rất là ít đi. Đây là một siêu phẩm bên em mới về dòng xe touring cao cấp, giá thành rất là cao tại điểm hiện tại. Và cái chiều size đứng của xe em sẽ đo đây. Và cái chiều cao size đứng của khung xe là size 47. Một dòng xe mẫu size khá là cơ bản, cái hoạt 33.6 trên 1.7. Và bây giờ em xin đi vào đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với 11 tầng lip của Ultegra rất là cao cấp, xích lip còn rất là nguyên bản xe rất là mới luôn nhá, đúng lip này. Vâng, sử dụng rất là mượt mà trơn tru. Bên phải em là hai tầng đĩa, gạt đĩa cũng của Ultegra, đùi đĩa trục rỗm SA xuống đĩa, lên đĩa rất là trơn tru và mượt mà các nhé. Đây là một siêu phẩm mẫu dòng touring bên em mới về, rất là cao cấp, đầu tiên về bên em sử dụng với bộ cấu hình hiệu Ultegra trên cả 1.5 các nhé. Vâng, xe đánh giá còn rất là mới, trên 95%, và xe này thời điểm hiện tại ở bên Việt Nam chưa hề có. Và xe đánh giá rất tốt bên em là 14.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Còn hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ lên. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.